Ngoại hình máy và tắt máy cho mình chị nhé. Đây là mặt trước của máy ạ. Em chọn cho mình chiếc này đẹp lắm luôn ạ. Không bị xước sát gì cả. Mặt sau cũng rất là đẹp ạ. Có vết xước nhỏ xíu ở đây thôi chị nhé. Mặt sau thì không quá ảnh hưởng đến ngoại hình của máy đâu ạ. Các cạnh không bị cấn móp hay va đập gì cả. Em chọn cho mình chiếc này pin cao nữa chị ạ. Ngoại hình rất là đẹp. Em test các chức năng của máy cho mình nhé. Em test camera của máy ạ. Đây là cam của máy chị nhé. Em test mic ạ. Mic trả về, cam mic ok rồi đấy ạ. Em tắt bàn phím cho mình ạ. Hàng trên cùng sẽ là từ F1 đến F12 chị nhé. Còn nếu mà mình muốn dùng phím chức năng thì mình giữ đồng thời cùng control giúp em ạ. Chuột trái, chuột phải. Mình có thể tăng giảm độ sáng màn hình. Hoặc tăng giảm âm lượng ạ. Tăng giảm đèn bàn, nền bàn phím nữa ạ. Em tắt loa cho mình nhé. Loa của máy khá to và trong đấy ạ. Máy thiết kế xoay gập 360 độ. Sử dụng được như một máy tính bảng chị nhé. Máy 256GB, lát nữa em sẽ chia thêm một ổ nữa cho mình ạ. Đây là cấu hình chi tiết của máy i7 thế hệ 10, RAM 16GB chị nhé.